Người cha già trong cơn bão Iagi. Cha một mình đi ngược chiều mưa buốt, phố thanh thang đâu kịp chú hiên nhà. Cơn bão Iagi, từng đợt mưa xiên, từng cơn gió táp. Đường phố Hải Phòng mang hình hài như hung thần vô cảm. Cha kiên cường chậm chậm bước xuyên mưa, đôi tay già nua níu chiếc xe đạp cà tàng như níu một điều gì vô giá. Manh áo mỏng manh gió ngoạm bay tơi tả, lật lưng trần sương gió quất roi mưa. Một bình nước rơi ra, vội còng lưng chạy đuổi theo giữ lại. Ôi những vật dụng thường ngày đã cùng cha bươn trải, cho con bay giang cánh vỗ mây trời. Nơi ngã ba chợ đời, tiếng cuồng phong gào thét đến rợn người. Cha lẻ loi đẩy con ngựa già lăn bánh. Đường về nhà xa lắm, đường về nhà mưa trắng. Dăm ba chiếc xe hơi thản nhiên lướt qua khi cha đang gồng mình trèo trống. Giấc mơ nào thôi đắng cõi bao la. 22:30 ngày 9 tháng 9 năm 2024, Lương Đình Khoa.